Đây, xin giới thiệu anh em về mấy cái cảo khá là đẹp. Này size 75 ha. Cái top này cực kỳ đẹp luôn. Nó mất răng như này thôi cũng không quan trọng đâu. Đoạn này cũng xài nhiều quá. Quan trọng là đoạn trên này. Đẹp kịch. Đẹp cực kỳ luôn. Và đặc biệt là hai cái cây hàng khủng này ha. Cái này đúng ăn khủng đó, bởi vì cây nhỏ đây là nặng 2,2 kg. Nặng 2,2 kg nha. 125. Cái này nó nặng 3,2 kg lúc mình chưa thấy cái cây. Nói chung cây này là nó nghiêm chỉnh giống như mới xuất xưởng luôn. Đẹp kinh khủng luôn. Nhưng mà anh em là có nhu cầu mà xài cái vị lớn thì mới mua cây này ha. Chứ thứ nhất là nó rất là nặng nề, thứ hai giá là cũng hơi cao ha. Cho nên anh em mà thật sự có nhu cầu thì mua cây này xài thì tuyệt đỉnh luôn. Vì nó rất là nặng, nó hơn 3 kg. Cây này hơn 2 kg. Còn ví dụ như anh em mà cần cái việc nhẹ thì mua cái loại này thì nó rẻ thôi. Loại nhỏ nhỏ này nè. Tất nhiên cái loại này so với cái loại này thì không không thể so được rồi ha. Anh em mà mua mình cũng là nói qua rất là nhiều, tùy nhu cầu mình mua cho nó đúng mục đích sử dụng của mình ha. Đó. Cặp này cặp 75 nè, cặp này 125, cái này 150. Nhưng cây lốt tơ này mình rất là khoái nha. Cái này cũng lốp tơ luôn, cứng ngắc luôn. Rồi, giới thiệu sơ cho anh em mấy cái cảo này ha. Cái từ từ đầu tuần mình lên giá cho nó cụ thể ha. Trong này có mấy cây bị lỗi không? Xin cho nên xem lại sang kỳ top sang kỳ. Rồi cuối tuần anh em coi cho vui thôi nha. Rồi chúc anh em cuối tuần vui vẻ ha. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều ạ.